Hôm nay, cả nước tiếp tục ghi nhận các trường hợp nhập cảnh dương tính với COVID-19, trong đó có 8 bệnh nhân đang thực hiện cách ly tại Hưng Yên. Bệnh nhân 1193, nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Bệnh nhân 1194, nam, 23 tuổi, địa chỉ tại xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Bệnh nhân 1195, nữ, 19 tuổi, địa chỉ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân 1196, nữ, 31 tuổi, địa chỉ xã An Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Bệnh nhân 1197, nữ, 51 tuổi, địa chỉ Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Bệnh nhân 1198, nữ, 32 tuổi, địa chỉ tại xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân 1199, nam, 20 tuổi, địa chỉ quận Thanh Xuân, Hà Nội. Bệnh nhân 1200, nam, 7 tuổi, địa chỉ xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Các bệnh nhân trên từ Nga nhập cảnh về Việt Nam trên chuyến bay VN5062 ngày 31 tháng 10 năm 2020, sau đó được đưa vào khu cách ly tập trung số 1 của tỉnh và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày 2 tháng 11. Hiện tại, các bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội. Tình trạng sức khỏe ổn định. Các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân được cách ly y tế và theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh.